quy hoạch 2030 trước đất sẽ mở đường thì thực khoảng bao lâu thì đường sẽ mở? Cảm ơn. Đối với trường hợp là cái quy hoạch mà chúng ta thấy được là ở trên bản đồ quy hoạch ấy, là có ghi là có một con đường, hoặc là ở trên bản đồ chúng ta nhìn thấy được là có một cái con đường mới được quy hoạch vào trong cái phần diện tích đất mà chúng ta dự kiến để mua, hoặc là vào trong diện tích đất của nhà chúng ta, thì khi nào nó thực hiện thì cái này nó khó có thể biết được chính xác là khi nào nó thực hiện. Cái quy hoạch là tầm nhìn 2030, nhưng mà nó có thể thực hiện hoặc là có thể không thực hiện, hoặc là nó có thể mãi mãi không thực hiện và nó có thể thay đổi cái quy hoạch đấy, là cái chuyện rất là bình thường. Bởi vì cứ mỗi khoảng tầm là 10 năm là người ta lại thay đổi quy hoạch một lần. Thì cái quy hoạch năm nay là do là khi mà chúng ta thay đổi những cái của địa phương thì người ta sẽ thực hiện cái việc thay đổi quy hoạch đó, và người ta vẽ lên trên cái bản đồ quy hoạch đấy và dự kiến tầm nhìn năm 2030 nó có thể như vậy. Nhưng mà nếu như không đủ tiền hoặc không đủ những cái thời cơ hoặc là những cái yếu tố để có thể làm được con đường đấy thì cũng không được thực hiện. Còn nếu như mà ở đây mà chúng ta thấy được là có bản đồ quy hoạch và có cái thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc là của Trung ương về cái việc thực hiện các cái dự án đấy, và khi nào người ta sẽ triển khai dự án thì lãnh đạo của các địa phương người ta sẽ có thông báo cho người dân về cái việc là cái dự án đấy nó có thực hiện hay không, và khi nào thì thực hiện, quy mô dự án là sao, đền bù như thế nào, phương án giải phóng mặt bằng ra sao, phương án tái định cư, phương án đền bù là đất hay là phương án đền bù là tiền, giá đền bù là như thế nào, khi nào thực hiện đền bù, ban giải phóng mặt bằng gồm những ai, rồi là ban đền bù gồm những ai đấy, phương thức đền bù ra sao và cái giá trị đền bù như thế nào, các cách thực hiện thì người ta sẽ họp dân lại và người ta thông báo cho chúng ta. Đương nhiên là chắc chắn là sẽ phải như vậy rồi. Còn có những trường hợp là có quyết định rồi, có quy hoạch rồi, có thông báo là làm đường rồi, có đóng cọc rồi, có triển khai là kiểm kê rồi, nhưng mà thời gian nó vẫn còn mông lung lắm. Có nghĩa là lúc mà làm thì cũng chưa biết được. Chúng ta là dân thì chúng ta chỉ có nắm được các thông tin, nhưng nhiều khi là đã thông báo như thế rồi nhưng mà 1 năm vẫn chưa xong, 2 năm vẫn chưa xong, 3 năm vẫn chưa xong. Đấy, ở chúng ta thì có rất nhiều các công trình, các anh chị có thể nhìn thấy đúng không? Có những công trình là chúng ta dự kiến là 2021 là chúng ta sẽ lăn bánh, nhưng mà đến năm 2022 vẫn chưa thấy, 2023 vẫn chưa thấy, và dự kiến 2025 nó mới có thể là dự kiến thôi, nhưng mà đến 2030 cũng có thể chưa được. Đấy, thì cái đấy là cái nó còn có nhiều yếu tố thì chúng ta sẽ dựa trên tình hình thực tế, khi có thông báo của chính quyền địa phương và khi có những cái văn bản nó thật sự rõ ràng thì chúng ta mới có thể biết được nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều với câu hỏi rất là hay, rất tuyệt vời. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Phạm Văn Nam. Để không bị bỏ lỡ những video mới, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể bấm xem các video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các video tiếp theo.